Hello nha em, chào mừng em đến với kênh của mình là anh Nguyễn Cát Tô lớn anh em ơi. Hôm nay thì làm cái video đăng lên kênh nha anh em nhá. Thì mọi người muốn nhận like và nhận lộc và nhận cốt của mình ấy, thì nhanh tay đăng ký kênh và like subscribe kênh giúp mình với nhá. Thì dạo này thì mình vẫn chơi một game 68 đánh bài các bạn. Hôm nay chuẩn bị với số vốn là 60M. Kiếm mục tiêu kiếm 10M là anh em mình nhỉ nhá. Mình đánh một thôi thì mình kiếm được 2 củ rồi. Tại sao mình lại chọn con game 68 đánh bài mà không chọn những con game khác ấy? Thì con game 68 cái bài này nó nạp rút vốn nhanh, với là cầu kèo nó cũng khá là dễ bắt chứ không phải là khó như những con game như Chanquin với là Go88 đâu em nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi luôn này. Thì cầu mình mới vào thì mình đang thấy nó đang đi theo cái xu hướng là đây là xu hướng đoạn này là ok, mình sẽ bắt tài vào này nhá. Đánh nhỏ thôi, đánh tầm 2 củ rưỡi anh em ơi. Đánh đúng số lãi mình vừa mới lãi xong. Mình sẽ cái này mình sẽ để một tí nào. Đang hy vọng nó sẽ về kiểu cầu gì đây. Ok, mở. Uầy, gãy tay đầu tiên anh em ạ. Ui, hơi đen thế à. Ok, không sao. Nếu mà nó về thì, nếu mà tay này nó về thì khả năng nó về kiểu cầu 1, 2, 3 là cao anh em ơi. Nếu nó về 1, 2, 3 ấy, thì cái ván này mình phải 1 là theo xỉu, 2 ấy cũng khá là phân vân cái ván này này. Ván này mình phân vân nên mình đánh nhỏ anh em nhá. Nếu cái kinh nghiệm của mình là như sau, nếu cái ván nào mà anh em thấy mà nó khó quá ấy, anh em chưa biết đánh cái gì ấy, thì anh em nên đánh nhỏ cho mình một cái nhá. Đánh nhỏ thôi, đánh vừa tiền anh em nhá, chứ không nên đánh to. Đánh to lỡ mà thua một cái thì anh em lại ôm cái gọi là cái cay cú. Ui, cái con lật bài này nó khắm lọ nhá anh em nhá. Mình thề luôn, con lật bài này mình không chơi nổi luôn ấy, nó làm mình phải chơi to anh em ạ. Quầy gãy này, bên này tài này. Ok anh em, thì mình cái video này mình sẽ làm và mình đăng lên kênh anh em nhá. Anh em nhớ theo dõi và subscribe kênh giúp mình với. Thì hiện tại thì kênh của mình là kênh mới nên là rất nhiều mong mọi người ủng hộ nhá anh em nhá. Rồi này, mình sẽ mở một cái này. Cái gì đây? Ok, ván đầu tiên lầm và ván thứ hai lầm nè. Đấy anh em, đôi lúc mình phải liều phát thì mới lầm được thôi anh em. Cái này thì nó đang đi này, đúng cầu này. Anh em nhìn nãy giờ mình bảo cầu đúng không? Cầu 3 này, 2 này, 1 này. Xong rồi cái khả năng ván này thì nó sẽ bẻ về bên bên chịu đó. Ván này nó khả năng về chịu là cao. Ok, thì cái bên này thì một là nó về 22 này, hoặc là nó sẽ về 123, 2 sang 3 ấy. Nếu mà một khi mà nó về 2 sang 3 ấy thì mình kiểu cũng khá là nghi vấn. Ở đây anh em nhìn cái đoạn này này, nó cũng đã về cái kiểu 123 rồi đúng không? Ok, giờ thì cái nếu như thế thì ván này mình sẽ vào nhẹ thôi, vào một củ 6 này, thêm vào 3 lít nữa đi để cho nó tròn tiền em nhá. Tầm một củ 3 anh em ạ. Và cái mục tiêu của mình hôm nay thì ăn tầm 10 củ ấy nhỉ. Nên là mình phải từ từ không chơi to đâu anh em ơi. Nếu mà mình chơi to quá ấy, một khi mà chúng ta gãy ở những cái tay như sau, gãy ở những cái tay như kiểu gọi là tay 4, tay 5 thì mình còn có cái tiền để mà đánh. Còn mà đến mà gãy những cái tay và tay 2, tay 3 rồi ấy thì rất là khó để mà. Ok anh em này, đấy ngon chưa? Bắt cầu nó phân tích rõ thì nó sẽ rất là dễ đánh. Đây anh em nhìn này, để ý cái đoạn này này, là một khi mà nó về cầu có 3 rồi nhá. Cái đoạn này mình sẽ đổi màu đi để cho anh em dễ nhìn nhá. Đoạn này mình sẽ đổi màu đi, đoạn này là màu đỏ nhá. Là anh em nhìn này, 2 này sang 3 nhá. 2 sang 3 rồi nhá. Cái đoạn này cũng thế. Cái đoạn này cũng là 2 sang 3 anh em nhá. Cái đoạn này cũng là 2 sang 3. Đây, 2 sang 3. Khả năng nó bẻ là rất là cao ở cái ván này. Nên là mình sẽ theo anh em nhá, theo tầm một ít thôi, không cần phải theo nhiều đâu. Theo tầm 700 đi. Thêm 500 nữa, một củ 2 thôi. Lúc nãy mình đánh một củ 9 đúng không? Bây giờ mình sẽ đánh một củ 2. Nếu mà cái trường hợp nó đỏ anh em ạ, cái trường hợp nó đỏ là anh em chia hai lần ra này, là nghĩa là cái bên này ấy, là nó sẽ giống nhau đấy. Hai kiểu này nó sẽ giống nhau, là nghĩa là cái cầu đối chứng ấy, nếu mà nó không về cầu đối chứng thì khả năng ấy, cái ván này nó sẽ về nhá, khả năng nó sẽ về tầm năm tay xỉu, mình nghĩ là như thế. Thì đấy là mình cũng có phân tích cầu ra như thế để mà gọi là cho nó dễ đánh thôi, chứ là nó về hay không thì cũng phải tùy thuộc vào cái sự may mắn và cái sự hên xui của anh em nữa. Ok này, đấy, may mắn là nó đã xảy ra với mình, nó đã gọi là đều cầu ở cái đoạn được cái mức độ này rồi anh em ạ. Thì ván này mình sẽ theo xỉu anh em nhá, chắc chắn mấy ván này mình phải theo xỉu rồi. Vì là như sau, thường thường ấy, nãy mình bảo với anh em là như sau này, anh em nhìn để ý cái đoạn này này, ba nó ba tài này, xong rồi bắt đầu nó về, nó bẻ về cái kiểu cầu như này ấy. Thì anh em mình cũng theo xỉu ván này thôi, theo nhẹ thôi anh em nhá. Nãy mình đánh một củ mấy nhở? Ok, mình còn này mình đánh một củ 8 đi, nhẹ nhàng thôi, cứ đánh từ từ anh em ạ. Đảm bảo đánh từ từ mà phân tích cầu nó rõ ràng như thế này thì anh em luôn luôn có lãi nhá. Không phải anh em đánh hấp tấp và anh em đánh không có cái gọi là cái phân tích và không có cái tư duy
mọi người đánh thì hay thường rơi vào cái trường hợp gọi là anh em đánh theo kiểu hên xui quá ấy, còn đặt bừa đấy không có phân tích cái gì cả thì rất là khó để mà đánh. Mình thì mình vẫn hướng dẫn rất chi là rõ ràng, rất chi là chi tiết nhá. Ông nào mà biết muốn biết gọi là cách đánh và những cách bắt cầu hay hơn của mình thì có thể đăng ký kênh và like video giúp mình với nhá. Ok anh em này, đấy vẫn cứ gọi là ok nhá. Mình đã bảo rồi, cầu rất là chi là đẹp luôn, bắt nó như hack luôn anh em ạ. Này, nhìn rõ nhá, anh em nhìn rõ cái đoạn này. Nhưng mà cái đoạn này anh em để cho mình một cái, là đoạn này nãy giờ nó đang về cái cầu đối xứng rất là đẹp luôn đúng không? Đối xứng này, cầu đối xứng rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái ván này mình có một cái gọi là cái bản năng mình nghi vấn là nó sẽ về cầu gãy nhá. Ván này mình đánh đúng một tay này nữa là mình chốt này, mình chốt đúng 10 củ anh em này. Đấy, chốt đúng 10 củ luôn anh em ơi. Kiếm tiền như thế nó mới ngon anh em ạ. Chứ anh em nào mà gọi là kiếm tiền mà theo cái gọi là xu hướng gọi là ăn may ấy, mình nghĩ là khó nhá. Ok, mình sẽ đánh từ từ thôi. Cái này mình ôm xỉu anh em ạ. Hy vọng là xỉu nó sẽ bú. Cũng khá là mượt đấy. Con này thì anh em không nên chơi con lật bài này nhá. Lật bài này nó khá là khó chơi. Ông nào mà kiểu gọi là mới lần đầu chơi sẽ rất dễ chi dễ là mất tiền anh em ạ. Mình chơi cũng mất tiền khá là nhiều con game lật bài này. Ok, mình sẽ đợi mình mở cầu ra này. Mở phát ăn luôn, nghỉ luôn anh em nhá, nghỉ là ăn này. Ui, gãy. Ok anh em, gãy tay này gãy. Là nó đang về cầu đối xứng em ạ. Về cầu đối xứng. Anh em để rõ cái đoạn này cầu đối xứng. Nhưng mà khả năng ấy thì ván này nó sẽ về 1-1 anh em nhá. Anh em lưu ý cho mình một cái là đường cầu 1-1 này. Có nghĩa là ván này anh em đánh xỉu cho mình. Ok, đánh xỉu tầm không đánh to phải đâu, 1 củ 2 thôi. Ok, đánh như này thôi nhá, đánh vừa phải thôi nhá, không cần đánh tăng cao làm gì. Vì chúng ta sắp chốt được lãi rồi mà anh em, sắp chốt được lãi rồi nên là phải giữ được sự bình tĩnh. Những cái ván cuối cùng ấy là những cái ván quyết định cái sự thắng của chúng ta nhá anh em nhá. Không phải là trước giờ đâu. Những cái ván cuối đó chỉ là quan trọng luôn. Nếu anh em kiểu gọi là đánh toang to hoặc toang nhỏ ấy, thì nó quyết định cái gọi là cái thử thắng bại của mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đợi một xíu này, đợi tầm 4 đến 5 tay gì đấy, 4 đến 5 giây nữa thì mình sẽ bắt đầu mình mở nhá. Anh em thấy có hồi hộp không? Đánh cái này thì phải giữ sự bình tĩnh nhá, chứ không phải là cứ vào lộn xộn xong rồi đánh cái này cái kia là ăn đâu anh em ơi. Phải chắc chắn phải giữ được cái sự bình tĩnh. Này mở này, mình mở nhá. Uầy, gãy tiếp anh em ạ. Cầu ấy nó lại đối xứng đẹp quá nhỉ. Chả lẽ nó lại đẹp thế này anh em nhìn này. Cầu nó rất chi là đẹp luôn. Ây, thế thì mình phải theo cầu anh em ạ. Mình bỏ cái suy nghĩ gọi là cầu nó về gãy đi. Nhưng mà cầu đẹp quá anh em ạ. Thế luôn, cầu đẹp như thế này mình đéo dám đánh luôn. Thật sự rất là hài hước luôn đấy. Đôi lúc cầu đẹp ấy, đôi lúc cầu đẹp quá mình cũng không dám đánh. Mà cầu xấu quá mình cũng không dám đánh. Đấy anh em ạ. Kiểu nếu mà anh em thấy phân vân quá thì anh em cứ bỏ đi. Cứ bỏ đến lúc nào mà cầu nó hiền lại ấy, thì anh em hãy chơi nhá. Mình khuyên thật anh em là như thế. Nếu mà cầu mà anh em thấy nó khó bắt quá thì anh em nên bỏ cho mình cái. Xong bắt đầu anh em cứ ok ván này thì lầm rồi anh em nhá. Chốt lãi này. Đấy, ok chốt lãi nhá. Lên 10 củ anh em mình nghỉ. Ok, bây giờ mình xin phép kết thúc video từ đây và hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo mình nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh và like, subscribe kênh. Comment số Momo và số like của anh em đã like của video. Mình sẽ có random phát lộc ở những video tiếp theo của mình nhá. Bye bye anh em nhá.